Mình chào tất cả các anh em ha. Như vậy là vừa tròn đúng một tuần thì hôm nay mình tiếp tục với cái clip tiếp theo để cập nhật một số những cái thay đổi về cái bài chim sinh sản nhà mình để kết nối và giao lưu với tất cả các anh em ha. Như em thấy là phía sau mình đây thì mình đang làm 4 ca vi để nuôi và ghép chị lưỡi sinh sản cho cái mùa sinh sản năm 2025. Và bây giờ thì mời tất cả anh em cùng đi thăm một số những cái cập nhật mới về cái bài chim sinh sản của nhà mình anh em ha. Thì cả tuần nay thì cũng đang khá là bận anh em ạ. Thì ngoài làm 4 ca vi này thì mình cũng có sửa sang cũng như là nâng cấp và thêm một số cái chỗ khác ở trong cái khu vi nhà mình đây anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cái clip để cập nhật một số những cái thay đổi để gửi tới tất cả các anh em ha. Thì hôm nay đúng là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch anh em ha. Thì cũng là một ngày Tết truyền thống giữa năm của người Việt Nam chúng ta đúng không? Thì hôm nay thì anh em thợ thầy thì cũng nghỉ xa hơi một bữa ha. Thì sẵn dịp đây thì có thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ quay cái clip tương đối dài để gửi tới anh tất cả các anh em cũng như là để kết nối với tất cả các anh em ha. Thì mấy ngày hôm nay thì khá là bận cho nên là cũng không thể nào quay cái clip dài đây anh em. Dài để cập nhật từng cái chi tiết một để gửi tới anh em ha. Thì thỉnh thoảng thì có quay một vài cái clip ngắn trên TikTok thôi anh em. Hay thì anh em có thể ghé qua cái kênh TikTok của mình để có thể xem được những cái cập nhật mới nhất về những cái thay đổi trong cái bài chim sinh sản của nhà mình cũng như là một số cái AV mới mình đang làm anh em ha. Đấy thì cái AV này thì mình làm dự tính là mình làm để nuôi chè lửa sinh sản cho cái mùa sinh sản năm 2025 anh em ha. Mùa sinh sản 2024 thì cũng đã sắp kết thúc rồi cho nên là cái AV này làm để mục đích là để cho năm sau thôi anh em. Tuy thì hiện tại thì vẫn chưa có hoàn thiện đâu đó anh em. Thì tầm khoảng làm trong một ngày nữa thì sẽ xong. Bây giờ hiện tại thì chỉ còn cái phần bánh lưới thôi nè. Bánh lưới cũng như là ráp tất cả các cửa ha. Khung cửa cũng như là mọi thứ là khung bên ngoài cũng như là vách ngăn và mái thì mình đã hoàn thiện xong hết rồi. Còn lại phần lưới thôi. Còn lại là phần lưới thôi anh em ha. Thì cũng chưa gấp gáp gì cho nên là cứ từ từ mà làm. Bởi vì chuẩn bị cho cái mùa sau mà. Đấy thì mình vừa mới chuyển trồng cái cao keo tại vị trí này anh em thấy phù hợp không? Đấy, nó khá là vui mắt luôn. Kế bên một cái 4 ca vi và có thêm một cái cây keo khá là dân dã đây nè. Rồi tiếp theo là về cái 4 ca vi này thì khi nào làm xong thì mình sẽ cập nhật chi tiết anh em ha. Thì nếu anh em nào muốn biết về chi tiết về 4 ca vi này, về tất cả mọi thứ, cái công năng, kích thước như thế nào, cũng như là giá cả như thế nào, giá cả ra làm sao, thì anh em có thể comment ở dưới cái video này. Nếu anh em muốn mình làm cái clip để chia sẻ tất cả về cái 4 ca vi ghép chị lưỡi sinh sản này anh em ha, anh em có thể comment dưới cái video thì mình sẽ làm cái clip sau khi cái 4 ca vi này hoàn thiện xong. Về tất cả về mọi thứ luôn em ha, về kích thước cũng như là cách bố trí như thế nào, cũng như là toàn bộ chi phí ca vi này, 4 ca vi này là bao nhiêu để gửi tới tất cả các anh em luôn ha. Rồi gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo về ca vi này. Bây giờ mình sẽ cập nhật thêm một số những cái thông tin khác về cái bài chim sản của mình. Thì cách đây đúng một tuần đúng không anh em, thì mình có quay cái clip về cái đuôi khứu của mình đây và nó tha rác đây anh em. Thì ngày hôm qua thì mình đã thấy nó đẻ cái trứng đầu tiên rồi. Đấy thì hôm qua mình đã thấy đẻ trứng đầu tiên thì mình có đăng cái video clip lên TikTok đây anh em. Thì hôm nay thì chắc anh thì mình sẽ không có vào cái AV khứu này để mình làm phiền nó nữa đâu anh em. Đấy thì hy vọng rằng là đây là cái lứa đầu tiên của nó. Lấy cái đuôi khứu này về thì và nó đẻ cũng đến với thời điểm này chỉ mới cái lứa đầu tiên thì nó cũng khá trẻ rồi anh em. Thì hy vọng rằng nó sẽ đẻ được 2 đến 3 lứa gì đấy để nó kết thúc cái mùa sinh sản năm 2024 này. Và mình cũng hy vọng rằng là nó sẽ có trống anh em.
tức là con mái đang nằm ổ rồi ha, tức là con mái đang nằm ổ rồi. Đấy thì cũng khá, một điều khá là tuyệt vời thì cuối cùng thì mình cũng đã chinh phục thành công cái việc ghép khứu sinh sản đấy anh em, mới chỉ có 50% thôi anh em ha. Khi nào mà chim mà nó nở thì mới trọn vẹn được 100%. Bây giờ hiện tại thì chim nó mới chỉ mới đẻ thôi ha, mới đẻ thôi thì cũng chưa có trọn vẹn được. Thì kế bên đây là một cái AV mi thì mình cũng hay quay cho anh em xem đấy anh em. Nó đã quấn tổ khá là ok rồi, hai lần rồi nhưng mà nó vẫn chưa chịu đẻ anh em. Thì thôi thì cũng khá là đáng tiếc, bởi vì con mái thì nó cũng hơi nhát đấy anh em. Con mái nó hơi nhát, trống thì nó làm tổ, xem là nó dụ mái vào cả vào tổ nhưng mà mái không có chịu anh em. Mái không chịu thì nó vẫn chưa đẻ được. Thì có khả năng cao thì năm nay mùa này thì cái đôi mi này coi như là sôi hỏng bóng không rồi anh em. Anh em thấy thì trong cái AV này mình luôn cố gắng làm mọi thứ khá là chỉnh chu rồi. Tuy nhiên thì phần còn lại là phụ thuộc vào vào những cái đôi chim của mình thôi anh em. Thì nếu mà nó đôi mi này nó mùa này không chịu đẻ thì có thể là mình sẽ kiếm một con mi mái non anh em. Mi mái non để mình nuôi lên, để năm sau mình ghép thì nó sẽ dễ hơn khá là nhiều so với việc nuôi một con chim mái bổi ha. Mái bổi mà chưa có quá thuần thì nó chỉ rất là khó là đẻ luôn anh em. Đấy. Kế bên này thì cái đôi chè lửa thì lúc trước thì mình cũng đã cập nhật, hoặc cái video trước thì mình đã cập nhật cho anh em cái đôi này rồi đúng không? Đấy thì anh em thấy là con trống là đuôi 22 cộng ha, đuôi khá là dài và tôm. Đấy, và con mái ở dưới đây là đuôi 14 nè. Đấy, thì đây cũng là đuôi bổi thôi. Thì hôm trước thì mình đã quay clip thì nó khá là nhát đúng không anh em? Hôm nay thì mình đứng đây và nó đứng cầu rồi, nó không có bay nhảy loạn xạ nữa. Thì mình cũng hy vọng rằng là cái đôi này nó sẽ có được cái một hai lứa gì đó anh em ha, một hai lứa để mình lấy cái giống để ghép sinh sản cho mùa sau thôi. Đấy, cũng hy vọng thôi anh em, bởi vì đây là cái đôi bổi mà, đôi bổi của một anh bạn thì anh lấy về anh ghép, tuy nhiên anh không ghép thì anh nhường lại cho mình. Đấy, chứ nói chung thì mình cũng không có thời điểm này thì lấy những cái đôi chim bổi mặc dù nó kẹp ring đi chăng nữa thì nó cũng rất là khó đây anh em. Thì hy vọng rằng với những cái AV rộng rãi như của mình đây và cái sự kín đáo như thế này, yên tĩnh như thế này thì hy vọng rằng thì nó sẽ có những lứa chim con. Bởi vì năm trước thì mình cũng ghép chè lửa thì tầm khoảng tháng gần cuối tháng 5 mình đi ghép anh em, cuối tháng 5 mình đi ghép nhưng mà nó cũng ra được 3-4 lứa ha. Thì đây thì cái đôi này thì mình cũng thả vào cuối tháng 5 ha. Bây giờ hiện tại là cũng đang là gần giữa tháng 6 rồi. Gần giữa tháng 6 cái đôi này mình thả vào được khoảng 10 ngày rồi đấy anh em, 10 ngày rồi ha. Gần 10 ngày rồi, gần 10 ngày rồi. Thì hy vọng rằng là nó cũng sẽ có những lứa chim con anh em. Hy vọng thôi, còn nó không ra thì phải đợi tới mùa sau thôi anh em. Bên đây là cái đôi thang thì video trước cũng đã cập nhật đến với tất cả các anh em rồi. Thì mình đã xuống tổ cái tổ chim con của đôi này rồi. Và con mái nó sáng nay mình đã thấy nó nằm ổ để nó đẻ cái lứa tiếp theo rồi anh em. Đẻ lứa thứ ba ha. Và bắt đầu nó vào đẻ lứa thứ ba. Hai lứa đầu thì lứa nào nó cũng đẻ 5 trứng hết anh em ha. Lứa nào nó cũng đẻ 5 trứng hết và mỗi lứa đầu thì 5 trứng nở 3 con. Lứa thứ hai thì 5 trứng nở 5 con nhưng mà tha bỏ một con, còn lại là xuống tổ còn lại nguyên vẹn 4 con. Và mình cũng đã nhượng lại cho một anh bạn rồi. Đấy, mình cũng đã nhượng lại cho một anh bạn rồi ha. Nhượng lại cho một anh bạn rồi. Bởi vì cũng không có cái thời gian nhiều để chăm chim con nên được rồi, không có thời gian nhiều để chăm chim con ha. Cái đôi này mình cũng nó khá thuần. Ý là nuôi từ nhỏ lên ha. Nuôi từ nhỏ lên cho nên là dự tính là chim nó đẻ, nó chim nó nở ra tầm khoảng vài ba hôm thì mình sẽ mở cửa AV này nè, cho chim nó bay ra bay vô kiếm thức ăn, cũng như là nó bay ra bay vô nó hót cho nó vui nè. Đấy, như thế là cũng khá là ok, bởi vì có một đôi thang thì không sợ đá lộn với nhau. Đấy, không sợ đá lộn với nhau. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cập nhật thêm một số những cái thông tin mới về một số những cái chuồng trại mình đang làm dở dang. Thì tầm khoảng 2 ngày nữa thì mình làm mới xong hoàn tất anh em. Làm mới xong hoàn tất, mình được biffin phía sau nhà mình đây. Thì bây giờ mình sẽ cải tạo thêm ở cái vị trí này. Đây là cái vị trí mà mình dự tính là sẽ làm thêm 2 cái AV nữa đây anh em. Đây không phải là 2 cái AV ghép chim sinh sản mà là 2 cái AV để thả chim con. Học bên này thì
mình dự tính là sẽ thả những em chè lửa chuyền ha, những em chim chuyền, có thể là chè lửa, chè than hay là trào màu gì đó chuyền thì mình sẽ thả vào này. Còn bên này rộng rãi hơn thì mình sẽ thả những em cu gáy non, thả những em cu gáy non ha, biết ăn cứng rồi mình sẽ cho vào đây. Đấy, thì ngày mai sẽ bắt đầu rồi lên phần dựng khung sắt cho cái 2KV này. Đó, nó sẽ cao tới cái trụ kia thôi. Cấp cái trụ đó thì cao tầm khoảng 2 mét ha. Cao tầm khoảng 2 mét thì chiều dài của hai cái này thì tầm khoảng hơn 4 mét. Và chiều rộng phía trong này tầm khoảng hơn 1 mét anh em ha. Tầm khoảng 1.4. Rồi thì hiện tại thì đã làm xong được cái trại vừa này anh em. Tuy mọi thứ còn bừa bộn mới bị thằng chưa xong những cái phần khác, cho nên là mọi thứ còn hơi bừa bộn anh em thông cảm ha. Đấy, thì cái trại này thì mình dự tính là mình sẽ nuôi gián đất anh em ha. Vậy này nguyên một cái trại này thì mình sẽ nuôi gián đất. Anh em thấy những cái thùng xanh xanh này không? Những cái thùng này mình sẽ nuôi gián đất. Mục đích mình nuôi gián đất là để cho cái bầy chim sản của nhà mình trong cái mùa tới thì nó khá là nhiều, để cho nó có đủ cái lượng mồi tươi để mình ăn, cũng như là mình giảm bớt cái chi phí anh em ha, giảm bớt cái chi phí để mua mồi tươi. Còn lại thì nếu mà số lượng dư nhiều thì mình sẽ giao lưu với anh em, tức là mình sẽ bán cho anh em có cái nhu cầu mua về cho chim ăn ha. Thì đối với trắng gián đất thì những dòng lửa mi khứu thì than thì nó rất là thích ăn gián đất anh em ha, ăn rất là mê luôn và nó ăn rất là sụp. Anh em có nhu cầu thì nếu là năm cuối năm hoặc là năm sau ha, mà mình có nhiều gián đất thì mình có thể là nhường lại đến với anh em. Thì khi cái khu này thì nó còn hoàn thiện một số phần nữa anh em, thì khi nào xong thì mình sẽ quay lại cho anh em một cách tổng thể luôn ha. Vẫn chưa hoàn thiện hết. Và hôm trước thì mình đã làm thêm cái phần lưới, phần khung lưới cho những cái chuồng nuôi này anh em. Một cái thì mình nuôi một đôi trĩ, một đôi chim trĩ, thì chắc có thể là mình sẽ mua thêm hai ba con mái nữa để thả vào này. Mục đích của mình nuôi chim trĩ là để lấy trứng đồ dùng thôi nè, lấy trứng đồ cho con nhỏ đồ dùng ha, như là mình có thêm một số những cái dòng nó phong phú đa dạng, thỏa mãn cái đam mê nuôi chim cũng như là nuôi gà, nuôi mọi thứ của mình đây nè, làm lại mọi thứ cho nó bài bản ha, từ cửa nẻo như thế này để mình mở ra mở vô cho nó dễ nè ha, đấy, mở ra mở vô cho nó tiện lợi. Đấy. Còn bên này thì là gà rừng anh em ha, gà rừng, nhưng mà ở đây thì mình sẽ nhốt tạm thôi, còn sau này thì gà rừng của mình đây, đây là cái chuồng nuôi gà rừng của mình đây nè, đây là cái cửa đi vào ha, đây là cái cửa đi vào cái chuồng gà rừng của mình đó. Đây phía trong này thì mình quay lưới B40 hết này, và phía trên này thì mình cũng sẽ quay lưới B40 ha. Thì cái chuồng này rộng chiều rộng mỗi bên đó là tầm khoảng hơn 3 mét ha, 3m2 cho mỗi bên, và chiều cao thì hơn 2 mét đây nè. Và phía trong này thì mình có làm thêm một cái chỗ để cho gà nó trú mưa, cũng như là vị trí này có thể là mình sẽ làm một số cái ổ đẻ cho gà, và ổ đẻ này nó tránh được mưa này ha. Rồi bây giờ mình sẽ ra bên ngoài, mình sẽ quay tổng thể về cái chuồng nuôi gà rừng này của mình cho anh em, bởi vì thời gian tới thì mình sẽ tuyển chọn một số những em gà rừng đẹp về để mình thả đây để mình nuôi chơi nè, nuôi chơi ha. Đấy. Anh em thấy không? Đấy, bên ngoài đây nè, bên ngoài ha. Đây như thế này thì nuôi gà rừng thoải mái rồi nè, mình không có nuôi quá nhiều rồi anh em ha, chắc nuôi số lượng có thể là 2 trống, thêm 1 trống nữa và thêm vài con mái nữa để nuôi cho nó vui, cũng như là mình có thể lấy trứng lấy đồ để mình dùng anh em ha, lấy trứng lấy đồ để dùng. Thì phía bên ngoài này thì toàn bộ bắt đầu phía bên ngoài này mình sẽ ngăn cách ha, còn làm một cái lối đi ra để mình nuôi gà. Đấy, anh em thấy mình nuôi gà. Phía đây còn một cái khu vườn khá rộng rồi đây. Mình toàn bộ là nuôi gà đông tảo anh em ha. Gà đông tảo thì phía xa xa kia thì có bố mình thì có nuôi thêm một số em gà nòi và gà chọi ha, xa xa ngoài kia. Có nuôi thêm gà nòi và gà chọi, anh em thấy những gà con nó nhỏ đó. Đó là những giống gà nòi gà chọi ha. Mình thì không nuôi gà chọi.
mình chủ yếu là chỉ nuôi gà, gà đông tảo ha, để lấy thịt, trứng cũng như là bán gà con đối với những ai cần trong cái khu vực gần gần của mình đấy ha. Cái khu này mình mới làm với mục đích anh em thấy không? Đây. Sắp tới mùa mưa rồi thì có chỗ cho những cái con gà của mình ở trú mưa anh em thấy không? Phía sau này mình không có tráng gọi là tráng vữa đấy, thì mình sẽ để mình một khu này mình sẽ để cát rồi anh em, để cát đồ đất là để cho gà nó vào ha, gà nó vào nó trú mưa và mình sẽ cho gà mình nó ăn ở vị trí này luôn. Sau khi làm xem hoàn thiện tất cả mọi thứ thì mình sẽ làm món ăn, món đồ, mọi thứ ngoài này luôn cho gà nó ăn, để nó trú mưa trú đột như là cái chỗ ăn uống của gà nó sạch sẽ luôn em. Còn cái lòng này thì anh em mình biết mình khá là lớn rồi em, sáng nay bợ ui một con lươn rồi bây giờ vẫn còn đói đây. Đấy, lòng này thì mình sẽ nuôi gà con mới nở thì mình sẽ nuôi gà con rồi em. Thì đối với gà con mới nở thì mà tập trung lại nuôi để có bóng sưởi rồi luôn em, bóng sưởi ấm rồi luôn, cũng như là con gà con mình mà mới nuôi trong thời gian đầu khoảng một tháng thì mình không cho nên cho nó tiếp xúc với đất ha, tiếp xúc với đất thì nó sẽ sinh ra nhiều những cái bệnh tật về sau, làm cho sức khỏe con gà sẽ yếu đi. Đó, thì cái đây là cái lồng này là chuyên để nuôi gà con trong thời giai đoạn từ một tháng tuổi trở lại này ha. Đấy. Rồi còn phía bên này thì là một cái trại mình nuôi giăng đất anh em. Thì đối với giăng đất thì mình sẽ làm những cái giá ha, giá sắt, những cái giá sắt để mình làm vài tầng ha, khoảng hai tầng lên cao này, để những cái gọi là những cái kệ đó này, kệ để những cái thùng này mình sẽ làm 3 tầng để bắt đầu nuôi giăng đất đó. Thì còn ở phía đằng kia thì mình sẽ tiếp tục làm thêm một số những cái công trình phụ này ngay nữa, nhưng mà khi mà làm xong thì mình sẽ tiếp tục quay cái clip cập nhật đến tất cả các anh em ha. Đấy thì cả tuần nay thì cũng đang làm khá là nhiều việc, nói chung là mình với thợ cùng nhau làm anh em, mình với thợ cùng nhau làm cho nên là cũng không có thời gian mà rảnh mà để cũng như là mình máy nó khá là bẩn, nó khá là dơ, mồ hôi mà hám rất là nhiều nên là cũng không có thời gian mà để quay cái clip cho anh em khi mà đang làm việc cho anh em ha. Còn anh em thông cảm thì mình sẽ khi nào hoàn thiện tương đối, hoàn thiện xong thì mình sẽ mới quay những clip, và có thời gian rảnh mình sẽ quay clip cập nhật lên với anh em. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cập nhật thêm một số những cái AV chim ở trong nhà ha, AV chim trong nhà. Ngày hôm qua thì mình vừa mới xuống tổ ba cái ổ chạy lửa này, đấy thì hôm nay thì có hai em đã đứng cầu rồi, hai em đã đứng cầu chiền rồi. Còn trong này thì có thêm mấy em nữa không, 4-5 em nữa ha. Bên này 4 em và bên này thì có 1 em. Em này thì tuy chưa có đứng cầu tốt nhưng mà cũng có thể nhảy, cho nên anh em thấy cái tấm lưới mình để không, mình để tấm lưới để có thể là tránh này mày nhảy ra ngoài ha, nhảy ra ngoài rớt từ trên cao xuống là không nên khả năng là gãy chân cũng như là dập bụng anh em. Đấy rồi thì còn phía bên này thì đây là những em chạy lửa mà mình để lại anh em ha, đây là những em chạy lửa mình để lại cho cái mùa sau này, để ghép mùa sau này, cũng như là mình sẽ tuyển thêm một vài những em bổi đuôi khá là đẹp, đuôi tôm khá là đẹp về để tiếp tục ghép vào bốn cái AV đằng kia ha. Đây là em trà màu cũng được khoảng tháng tuổi rồi đây anh em ha, tháng tuổi, và ngày hôm qua thì mình đã thấy bố mẹ nó nở, tổ của bố mẹ nó nở được cái lứa tiếp theo rồi nè, để mình ra mình quay cho anh em cùng xem luôn. Đây là cái bố mẹ nó đây. Hôm ngày hôm qua thì năm nay thì cái đôi này đẻ được lứa, đây là lứa thứ 3 rồi anh em ha. Lứa đầu tiên thì nó không có trống, lứa đầu tiên thì nó đẻ 3 trứng nhưng mà nó trứng không có cồ, nó không nở đó anh em. Và lứa thứ 2 thì 3 trứng mà nó nở đúng một em đó ha. Và lứa thứ 3 thì ngày hôm qua thì mình xem mình thấy là nó đã có nó nở 2 em rồi, thì không rõ thì hôm nay là nó có nở hết trứng còn lại không đó. Để mình xem thử ha. Anh em có thấy không? Hình như là chỉ
hai con hay ba con ấy. Hình như là cũng chỉ có hai con thôi anh em ha. Ô ba con. Ôi thế là ba trứng nữa ba con này không? Ồ, ba trứng nữa ba con quá là đẹp luôn ha. Thế là ba trứng nữa ba con này thấy không? Wow, cuối cùng thì cái như vậy thì cái đôi này nó cũng khá là êm đấy đúng không anh em? Lứa đầu tiên mà lại là không có trống, nhưng mà những cái lứa sau thì bắt đầu nó để khá là đạp rồi ha, tức là trống nó đã có kinh nghiệm đập mái rồi, nó đạp khá là ok luôn đó anh em thấy không? Đấy. Như vậy là cái tổ này ba lứa, mùa này nó để được ba lứa và đã nở được lứa này lứa thứ ba là nở được ba em. À, thế là khá là ok rồi, em thấy khá là ok rồi. Thì kế bên này cũng có một đôi chồng ào nữa nè, mình vừa lấy trứng hôm cái đây 2-3 hôm ha. À, cái đôi này nó đẻ cái lứa đầu tiên. À, tuy nhiên thì trống đạp không hiệu quả, không có cột, và mình đã phá trứng đi rồi, thì hy vọng rằng là cái lứa sau của em là sẽ có trống anh em ha. À, rồi kế bên này là cái AV chè lửa, thì ngày hôm qua mình mới xuống tổ đó nè, thì mình có quay cái clip trên TikTok ngày hôm qua mình xuống tổ ba cái tổ chè lửa đây nè. À, anh em nếu mà có theo dõi TikTok của mình thì cũng có thể xem được cái video đó rồi anh em ha. Rồi thì đây là cái đôi chà mào mà mình thấy là nói chung là cũng khá là đáng tiếc nhất, và nó để hai lứa rồi nè, nó để hai lứa nhưng mà hai lứa đều không có cột hết ha. À, để hai lứa nhưng mà hai lứa được không có cột, thì mình vừa mới phá trứng ngày hôm qua thì phá trứng cái lứa thứ hai của nó đấy. Lứa đầu thì nó để cũng ba trứng không có cột, lứa thứ hai nó cũng để ba trứng không có cột, thì cũng hy vọng rằng là nó tiếp tục trên những cái lứa thứ ba của nó là có cột anh em ha. Thì nói chung là cũng hy vọng thôi. À, tiếp tục bên đây là một cái AV chồng mào, và nó đang ấp lứa thứ ba này, đang ấp lứa thứ ba được 4-5 hôm rồi ha. Thì lứa đầu của nó thì nó cũng hai lứa đầu thì nó nở khá là ok. Hai lứa đầu mỗi lứa thì nó để chỉ có hai trứng thôi, nhưng mà nở trúng luôn hai con, tức là hai lứa là 4 con đấy nè. Và nó đang ấp lứa tiếp theo, là mình cũng chưa có coi được, chưa coi thử là cái lứa này nó ấp bao nhiêu trứng đâu. À, nhưng mà mình buổi tối thì mình cũng hay đi kiểm tra chim, thì mình đã thấy nó nằm ấp lại rồi ha. Thì chắc tầm khoảng 5-7 hôm nữa thì cái tổ này nó sẽ nở thôi nè. Thì bên đây là cũng là một cái đôi chè lửa mình tách vừa hôm qua, tách con ngày hôm qua đây nè. Cái con mà nó có hai con chuyền đó, và một cái con mà nằm trong cái dĩ sách ấy, là cái tổ này ha. Tổ này thì mình mới tách ngày hôm qua. Thì nên nếu có theo dõi bên TikTok của mình thì mình sẽ cập nhật nó có những cái video mình cập nhật nó khá là nhanh, cũng như khá là sớm luôn anh em ha. Anh em có thể ghé qua follow kênh của mình, kênh TikTok của mình anh em ha. Đấy, còn đây là cái đôi thứ ba, ngày hôm qua mình cũng vừa mới xuống tổ nè. Thì tại sao mình hay xuống tổ cùng một lúc đây nè? Mặc dù có những cái tổ mà nó cách nhau khoảng 3-4 hôm, nhưng mình cũng hay xuống tổ cùng lúc. Bởi vì mình xuống tổ cùng lúc thì nó tiện cho cái việc chăm chim con của mình hơn ha. Mình đã chăm chim ba con rồi, trong cái tổ này thì mình chỉ chăm tổ kia luôn. Đồng thời là những cái tổ này nó sẽ để lại ở những cái thời gian mà nó tương đương nhau. Ví dụ như tầm khoảng 5-7 ngày sau thì ba cái đôi chim chè lửa này của mình nó sẽ để lại thôi anh em ha. Để lại thôi, thì lúc đó thì mình sẽ xuống tổ nó cùng một lúc để mình chăm cho nó tiện hơn. Nên em thấy thì mình vẫn còn để một sắc đây vẫn còn ha, để tiếp tục cho ngày mai để hoàn thiện nốt những cái AV cũng như những cái phần còn lại dang dở mà mình đang làm ha. Đây thì mấy ngày hôm nay thì anh em thấy tráng cái khu vực này, tráng nền cái khu vực này để cho nó sạch sẽ, cũng như là nó xong vườn mình thoáng đãng hơn. Thì khi mà làm những cái này anh em thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chim sinh sản của mình khá là nhiều đấy nè. Ảnh hưởng đến chim sinh sản của mình khá là nhiều, cho nên là cái tổ này thì nó tha mất em, nó bỏ ra ngoài ha, tha mất em nó bỏ ra ngoài, chứ còn lại xuống tổ chứ còn lại đúng một em thôi, cũng khá là đáng tiếc thôi, nhưng mà việc phải làm thôi anh em ha. Cũng cố gắng cẩn thận, tuy nhiên thì gặp những cái con chim mà nó khá là khó tính thì nó sẽ
nó sẽ bỏ tổ này mà nó không phải là bỏ tổ mà nó sẽ tha con nó bỏ ha, hoặc là nó sẽ bỏ tổ nếu mà nó đang ấp. Bên ngoài này thì mình vừa mới làm gần xong, gọi là gần xong thôi, nên gần xong thêm 7 cái chuồng cu gáy nữa. Thì lúc trước thì mấy cái chuồng cu gáy mà mình để ở cái vị trí mà mình đang làm 4 cao vị mới đó nè, nó chuyển ra ngoài này ha. Đấy, ngoài này như anh em thấy là đang khá là nắng luôn. Thì mình tiếp tục sẽ còn hoàn thiện thêm cái phần ở bên trên nữa, cũng như là làm sao cho nó những cái AV mình nó mát ha. Nó mát hơn, chứ để như thế này thì nó cũng hơi nắng rồi nè, hơi nắng ha. Mình vừa mới thả được 4 đôi ngoài này thôi, 4 đôi ngoài này thôi, còn dư 3 cái nữa ha, dư 3 cái nữa. Thì đây thì mình treo lên một cái cây xà gồ 6 mét ha. 6 mét thì sẽ được 7 cái chuồng như này anh em ha. 7 cái chuồng như này. Đây còn trống, còn trống 3 cái này thì khi nào hoàn thiện xong nốt thì mình sẽ thả chim vào luôn. Đó, đây nè. Rồi thì bên này thì mình mới xuống tổ, cái đôi này mình mới xuống tổ này. Thì sáng nay thì mình lại thả rác vào thì nó lại tiếp tục nó tha rác lên đây nè, nó tha rác lên đây nó quấn tổ rồi. Cái đôi này cũng vậy nè, mình mới thả bỏ rác vào lúc sáng nè. Anh em thấy bỏ rác vào lúc sáng mà nó tha lên nó quấn cũng tương đối rồi đấy. Đúng không? Nó tha lên nó quấn nè, còn con này nó tha nó bỏ dưới nè. Đôi này nó lại tha nó bỏ dưới. Đó, cái đôi kia nó tha, anh em thấy nó tha nó quấn không? Nó tha nó quấn đấy. Nó quấn tầm con ngày đó, 2 ngày nó quấn xong rồi nè. Đôi này nó cũng đang quấn nè. Sáng nay thì có 4 con đôi quấn nè. Đôi này cũng đang quấn. Đôi kế bên này nó cũng đang quấn nè. Đấy, đôi kế bên này cũng đang quấn. Đấy, bên này là đôi này là trống Việt mái Malai ha. Đôi này thì đang chăm con. Đôi này thì đang chăm con. Đôi này thì đang đẻ. Đang ấp. Và mình hôm qua nay thì mình vừa có 3 tổ chim Malai anh em. 3 tổ chim Malai ha. Đấy, 3 tổ chim Malai thì đợt này nó nở khá là đẹp luôn. Mỗi tổ đều nở 2 con hết á, thì nó mới nở thôi, mới nở hôm qua này ha. Anh em thấy quả trứng không? Anh em thấy quả trứng không? Đây quả trứng này, quả trứng rớt rồi nè. Đấy, là chim đã nở ngày hôm qua này đó nè. Thì 3 cái đôi Malai giống này của mình thì đợt này nó nở khá là tốt luôn. Thì nó nở tròn một đôi luôn ha. Nở tròn một đôi luôn. Đó, mình thấy dùng con không? Đấy, nó trồng đôi luôn, quả trứng rớt ở dưới này. Đấy, mà. Đấy. Rồi, còn phía bên này thì toàn bộ là chim tơ thôi nè. Phía này là toàn bộ là chim tơ. Đây là Malai này, đây là những em Malai này. Những em Malai tơ mình để làm giống này. Đây cũng là một Malai. Tại sao bên này là nhiều chim, mà tại sao bên này là chỉ có một? Anh em biết không? Tại vì khi mà mình thả nhiều chim á, thì khi mà cái giai đoạn mà con chim nó lớn nó nổi rồi á, thì con nào nổi trước thì mình sẽ tách ra. Ví dụ như con này nó đã nổi rồi, nó tách ra thì mình đánh giá con này khả năng làm mái á, thì mình sẽ tách ra mình để cho vào cái chuồng nuôi sinh sản trước ha. Đó, để sau này mình sẽ bắt đầu cho nó làm cho nó nổi, nó hay gáy nhiều á, thì mình bắt đầu mình sẽ ghép trống vào. Mình có 2 con trống để sẵn ngoài kia rồi, mình đã tách ra mình để ngoài kia rồi. Thì khi nào mình thấy cái con mái này nó có nó muốn đẻ rồi, nó muốn chịu trống rồi á, thì mình bắt đầu mình ghép anh em ha. À, còn bên này cũng là Malai Malai tơ của mình. Thì tất cả những em chim mà mình đeo vòng như thế này, đeo vòng chân đó nè, đó là những em chim mà mình sẽ để lại, để giống lại ha, để giống lại. Với những cái, bởi vì những cái vòng đeo này thì nó có tên tuổi và có tên và số điện thoại của mình hết rồi. Đấy, còn bên này là những em, bên này là những em chim Thái, bên này là những em Thái mình cũng để giống ha. À, bên này là những em chim Thái mà mình cũng để giống nè. Bên này cũng có một cô em Malai này cũng là em Malai mình, nó cũng là sắp đẻ rồi. À, mình sẽ tách ra để chuẩn bị ghép sinh sản này. Còn bên này thì cũng có 2 em Thái và 2 em Việt. Đây là những 2 em Thái này là em hai anh em mình để giống ha. Còn 2 em Việt này là 2 em chim dư của mình. Và khi nào đó thì mình sẽ tặng những em chim cô gái đến với tất cả các anh em ha. Đó thì hôm nay thì mình cũng đã quay gần như là tương đối đầy đủ một số những cái cập nhật mới về cái
bài chim sinh sản của nhà mình, cũng như là một số những cái AV mình đang làm, cũng như là một số những cái chuồng trại mới mà mình đang làm đấy nè. Thì khi nào làm xong mọi thứ nó chỉnh chu hết thì mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái clip mới ha, một cái clip mới là để chia sẻ đến với tất cả các anh em luôn, cũng như là để cập nhật, để chia sẻ đến với tất cả các anh em luôn em ha. Rồi ok, thì nếu như anh em mà muốn mình làm cái video chi tiết về cái AV này, mọi thứ đó, về cái AV này luôn, từ việc kích thước cũng như là bố trí những cái công năng bên trong cái AV như này như thế nào để cho chim nó sinh sản ok, và cũng như là toàn bộ cái chi phí để làm 4 cái AV này như thế nào, thì anh em cứ comment ở dưới cái video ha. Nếu anh em muốn thì mình sẽ làm một cái video chi tiết để gửi tới tất cả các anh em luôn anh em ha. Rồi ok, thì hôm nay cũng là ngày một ngày mùng 5 tháng 5, một ngày Tết truyền thống của người Việt Nam chúng ta đúng không? Thì chúc tất cả các anh em có một ngày làm việc cũng như là một cái ngày Tết thật là nhiều cái niềm vui. Rồi ok, bye bye tất cả các anh em, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video clip tiếp theo. Rồi anh em đừng quên là đăng ký kênh để mình có những cái thông tin mới mình sẽ cập nhật, mà để anh em có những cái cập nhật sớm nhất và kịp thời nhất anh em ha. Rồi bye bye.